này cây kim quýt nha bạn, quýt Việt kim quýt. Cây này phơm cây cũng đẹp, là thành phẩm rồi, buông kẽm trăm trăm rồi, cốt cành nó cũng bự lắm, phơm mini nha bạn. Cầm trong cái chậu này mình gửi luôn cái chậu nè. Cái cây nó cần ngón chân trái mình hả nha, nhưng mà bộ tàn nó già, tàn buông kẽm trăm trăm rồi. Kim quýt này có trái luôn các bạn, và mình thấy trái này, mình tỉa mình thấy trái này. Đây nè, có trái nè, đây là trái này non. Kim quýt phơm dáng cây bài nha bạn, cây bài lá xanh mướt rồi, mình tỉa cũng kỹ rồi. Kim quýt để mình đo cái già cây lắm. Cây này phơm mini, cái tàn bay nó được 50, chiều cao của cái cây này được khoảng 20 các bạn, còn cái chậu này cao khoảng 22. Gửi người buông chậu nha các bạn. Kim quýt phơm mini để bàn, gà cây thấy ghê không, bộ tàn này. Kim quýt nha bạn, cái ngọn nè, này người ta nuôi cũng lâu rồi, gà cây.